Tin chúng tôi vừa cập nhật, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tổ chức họp khẩn công bố trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Bệnh nhân là nữ 26 tuổi, địa chỉ tại phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Được biết, ngày 15 tháng 2, bệnh nhân xuất cảnh tại sân bay Nội Bài sang thăm người nhà tại London, Anh và ngày 18 tháng 2 từ London sang Milan, tỉnh Lombardy. Đến ngày 20 tháng 2 quay lại London và ngày 25 tháng 2 sang Paris, Pháp. Du lịch ở đây, bệnh nhân có gặp chị gái. Ngày 26 tháng 2, bệnh nhân quay lại London. Ngày 29 tháng 2, bệnh nhân có biểu hiện ho nhưng không đi khám. Đến ngày 1 tháng 3, bệnh nhân xuất hiện đau mỏi người, không có sốt. Cũng trong ngày 1 tháng 3, bệnh nhân đáp chuyến bay số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines trở về nước. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được xe riêng của gia đình đón về nhà. Ngày 2 tháng 3, bệnh nhân có sốt nhẹ và ngày 5 tháng 3, bệnh nhân sốt 38 độ, ho nhiều và có đờm, mệt mỏi. Bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc, cơ sở 55, Yên Ninh, Ba Đình, chẩn đoán viêm phổi. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cơ sở 2, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã xét nghiệm, khẳng định dương tính với COVID-19. Ngay sau khi xác định bệnh nhân dương tính, Hà Nội đã tiến hành khoanh vùng xử lý và điều tra những người đã tiếp xúc. 5 người tiếp xúc gần đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Trong đó có lái xe và người giúp việc có biểu hiện sốt cao, mệt mỏi. Hà Nội đã lập chốt hai đầu phố, hạn chế người đi lại. Hiện nay đã có chốt chặn từ số nhà 125 cho đến số nhà 129 phường 39 của phố Trúc Bạch. Thế và theo tinh thần thì tại cuộc họp hôm nay của ban chỉ đạo và cũng được sự thống nhất của các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế và chúng ta quyết định là chúng ta sẽ tổ chức cách ly toàn bộ các cái hộ và những cá nhân mà ở từ số nhà 25 cho đến số nhà 139 phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch của quận Ba Đình. Cuộc họp báo bất thường lúc nửa đêm 6 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã khiến nhiều người Hà Nội có một đêm khó ngủ. Sau 2 tháng giữ gìn cẩn thận, Hà Nội đã công bố ca dương tính đầu tiên với COVID-19. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, bệnh nhân là nữ, 26 tuổi, nghề nghiệp quản lý chung cư mini, có địa chỉ tại phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, đã bị phát hiện dương tính với COVID-19. Đây là bệnh nhân thứ 17 được phát hiện tại Việt Nam và cũng là trường hợp đầu tiên được phát hiện sau 24 ngày không phát hiện ca dương tính mới. Tại phố Trúc Bạch, nơi bệnh nhân sinh sống trước khi bị phát hiện bệnh, người dân đã có một đêm xôn xao mất ngủ. Khoảng 20 giờ tối 6 tháng 3, Ủy ban Nhân dân phường Trúc Bạch nhận được tin báo từ quận Ba Đình về trường hợp vừa trở về Việt Nam và được phát hiện nghi nhiễm COVID-19. Lực lượng chức năng đã có mặt phối hợp cùng các bên liên quan, tổ chức phong tỏa quanh khu vực phố Trúc Bạch, phố Châu Long để thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Trong đêm 6 tháng 3, lực lượng chức năng đã dựng barrier chốt chặn khoảng 500m phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, nơi cô gái bệnh nhân thứ 17 đang cư trú. Xe cứu thương cùng nhiều nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ xuất hiện ở hiện trường. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, ngày 15 tháng 2 năm 2020, bệnh nhân bay từ Nội Bài đi London thăm gia đình, đến ngày 16 tháng 2 năm 2020 đến London ở chơi với gia đình 2 ngày. Ngày 18 tháng 2, bệnh nhân đi sang thành phố Milan của nước Ý và du lịch tại Milan 2 ngày. Đến ngày 20 tháng 2 năm 2020, bệnh nhân quay lại và ở lại London 2 ngày. Ngày 25 tháng 2 năm 2020, bệnh nhân đi tàu sang Paris, ở chơi một ngày đến ngày 26 tháng 2 thì quay lại London. Trong cả thời gian ở châu Âu, bệnh nhân có tiếp xúc với nhiều người có biểu hiện ho, hắt hơi. Ngày 28 tháng 2 năm 2020, bệnh nhân khởi phát bệnh với triệu chứng ho, bệnh nhân không đi khám ở đâu và chỉ ở tại nhà người thân ở London và cũng chưa được xét nghiệm COVID-19. Ngày 1 tháng 3 năm 2020, ngoài ho, bệnh nhân xuất hiện thêm đau mỏi người, vẫn không rõ sốt. Bệnh nhân lên máy bay trở về nước trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines hạ cánh xuống Nội Bài lúc 4 giờ 30 ngày 2 tháng 3 năm 2020. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được lái xe riêng của gia đình đưa về nhà riêng tại địa chỉ ở phố Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân có đeo khẩu trang trong suốt quá trình từ sân bay Nội Bài về nhà riêng. Trong thời gian từ khi trở về nước đến khi nhập viện, bệnh nhân tự cách ly tại phòng riêng để hạn chế tiếp xúc với người thân trong gia đình. Không đi đâu, không ra khỏi nhà và vẫn đeo khẩu trang tại hộ gia đình. Trong thời gian này, những người sống và làm việc trong hộ gia đình gồm bố mẹ bệnh nhân, hai người giúp việc, hai người tạp vụ và lái xe riêng. Ngày 5 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân sốt cao 39 độ và được lái xe riêng của gia đình đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Trung khám. Tại bệnh viện, bệnh nhân đã được làm xét nghiệm cho kết quả sơ bộ ban đầu dương tính với COVID-19. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly nghiêm ngặt tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Trung. Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân trong hộ gia đình trên chuyến bay đều đang được xử lý y tế.